Chào bạn, trong lập trình bất cứ cái ngôn ngữ gì cũng vậy, ví dụ lập trình C, Java hay là lập trình PuTTY, thì trong bất kỳ các bạn sử dụng ngôn ngữ nào thì việc ghi chú thích là rất là cần thiết và quan trọng. Có thể là cái chương trình đó do mình viết ra thì mình cũng hiểu rồi, nhưng mà một thời gian sau thì mình quên mất rồi. Và đa số các bạn á, thường nghĩ là cái chương trình đó do mình viết ra thì mình sẽ hiểu, thì ghi chú thích làm cái gì. Cái đó là cũng là một cái suy nghĩ không đúng. Thì một số cái lợi ích khi mà các bạn viết chú thích hay comment. Thứ nhất là nếu mà các bạn viết chương trình chỉ có một số câu lệnh á, thì hoàn toàn chúng ta có thể nhớ và kiểm soát được. Nhưng mà nếu các bạn viết chương trình đến hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn câu lệnh thì khó mà chúng ta nhớ được các cái câu lệnh và vai trò của nó trong cái chương trình. Cái thứ hai là lúc mà viết chương trình có thể bạn nhớ và hiểu và nhớ rất là rõ các cái ý nghĩa của các câu lệnh, các cái tiếp điểm, các cái câu lệnh trong cái chương trình đó. Nhưng mà một vài năm sau khi các bạn mở ra cái chương trình đó thì thật khó để các bạn mà nhớ lại được và hiểu được toàn bộ cái ý đồ mình lúc trước mình viết. Một cái lý do thứ ba nữa là khi các bạn copy cái chương trình đó giao cho, tại vì một cái dự án thường là làm rất là nhiều người, làm rất nhiều bộ phận, ví dụ là bên lập trình code PuTTY riêng, bên lập trình giao tiếp SCADA riêng, bên đấu nối tụ điện riêng. Như vậy phải có cái sự communication giữa các cái bộ phận. Như vậy khi các bạn viết chương trình mà không có cái câu lệnh, không được chú thích, thì các cái người trong cái team của bạn khó để hiểu và công việc nó không được suôn sẻ. Nếu mà các bạn mà lên trên mạng á, các bạn copy một số các cái chương trình thì các bạn thấy là rất là khó để mà hiểu được các cái câu lệnh người ta viết, rất là chằng chịt. Và thường là ở trong các cái chương trình trên mạng thì người ta, nếu mà các bạn đọc thì rất khó hiểu. Nhưng mà cái hại của cái việc comment á, là nếu mà các bạn làm cho các cái dự án thì về vấn đề bảo mật á, thì khi các bạn download chương trình vô PuTTY thì các bạn nhớ tắt cái chế độ comment, tại vì chúng ta viết thì chỉ để trong các cái công ty của chúng ta hiểu thôi, còn bên ngoài thì cái đó là cái hại ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà viết comment cho câu lệnh. Ở đây mình ví dụ thôi, là cái mình đang còn dùng trên cái hãng Mitsubishi, các bạn hoàn toàn có thể dùng cho Siemens. Thì tất nhiên Siemens thì nó sẽ viết bằng cái cách khác ha. Còn vào device comment, các bạn nhấn vào comment thì ở đây người ta cho phép, ví dụ các bạn muốn thằng x0, mình ví dụ thôi nha, x0, các bạn gõ vào device name, các bạn gõ x0 và các bạn nhấn, thì ví dụ mình đặt x0 là stop, x1 là start 1, x2 là start 2, ví dụ vậy. Rồi y0, các bạn muốn y0 là cái relay 1 thì các bạn nhấn relay 1, y1 relay 2 ha. Đó là các bạn vô đây các bạn đặt. Rồi sau khi các bạn đặt xong thì các bạn nhớ là chúng ta trở lại cái chương trình program vào phần main, và các bạn vô cái phần view, các bạn tích vô cái phần comment thì nó sẽ hiển thị, các bạn thấy ha. Thì từng cái, ví dụ x0 nó sẽ hiện ra stop, x1 là cái nút nhấn start 1 và x2 nút nhấn start 2, ví dụ vậy. Bằng kéo xuống cái phần y0 cũng y, ví dụ đây y2 là relay 2, relay 3, y1 là relay 2, ví dụ vậy. Còn một cái cũng quan trọng là cái statement là cái mà chúng ta dùng để mà chú thích cho một cái dòng lệnh và xem chức năng của dòng lệnh đó là gì. Để thực hiện chức năng này, các bạn nhấn vào cái tên statement đây, bạn nhấn vô thì nó ra cái chữ statement, các bạn kích vô đây
Rồi để mà hiển thị cái chức năng của dòng lệnh thì ví dụ các bạn kích đục vô cái dòng lệnh các bạn cần chú thích. Ví dụ mình kích vô đây và mình đặt đây là câu lệnh start stop, ví dụ vậy. Rồi các bạn kích vô OK. Thì các bạn chú ý ở đây là cái chế độ này là chế độ toggle, cũng giống như cái phần giống như F10, thì khi các bạn bật xong thì các bạn phải tắt đi và để trở lại chương trình chính ha. Chúng ta vô đây chúng ta tắt lại. OK, các bạn nhấn F4. Rồi thì ví dụ cái câu này thì nó sẽ là nó ghi cái network này là cái câu lệnh start talk. Và khi các bạn download chương trình về thì các bạn nhớ tắt cái phần comment đi. Tại ở đây mình không có cái chương trình PQC này, mình sẽ download thì mình chưa download được. Và clip kết thúc tại đây, chúc các bạn học tập thành công tốt.